thí vàng chứ không phải là dịch vàng không tôi. Thí vàng ta cúng cua hồn rồi đó, cái ta gọi là thí vàng. Là rằm tháng 7 này đó hả? Rằm tháng 7 mấy chùa người ta thí cũng thí vàng, ta dục tiền. Yeah. Con nghe nói thí lớn lắm tôi. Lớn lắm. Lễ Vu Lan. Hồi xưa đi chùa Phi Lai này. Cái gì ông Tư? Ông Tư nói cái gì mà trong trạm gì ông Tư? Một lần trạm á, trạm tới chỗ mày đó, ăn ra vô đó. Dạ. Đó cản đá, cản ngựa là trong trạm rồi, còn gì nữa. Dạ, dạ. Ba Thê mày đứng xem quanh Ba Thê mày dòm đâu thấy nước kia giờ. Trạm không hả ông Tư? Trạm không. Nguyên khu vực ở ngoài đồng ngoài này cũng trạm không hả ông Tư? Trạm không. Rồi hồi đó mấy cái trạm đó là ai trồng ông Tư? Trời trồng. Như sao? Trồng trạm ở trong trạm rừng. Là của thiên nhiên không hả ông Tư? Ở rừng này đây xuống Long Châu gọi là rừng Bảy Thưa. Dạ. Yeah. Cái đồn Đức Cứu Quảng đóng đồn Bảy Thưa trong. Dạ yeah, dạ. Yeah. Rừng Bảy Thưa ở số 5. Số 5 đó. Bộ chỗ đó hồi lần là cây Bảy Thưa không hả ông Tư? Bảy Thưa không. Bảy Thưa mà con cất nhà sao lao đâu có hơn nữa. Dạ. Yeah. Bây giờ còn cây nào đâu? Còn đâu, tiêu giống luôn, bị yeah. Đốt riết rồi tiêu. Tiêu giống trên. Tiêu giống. Bảy Thưa lá về ngang lớn rồi bị dưới trắng trên xanh. Dạ. Yeah. Ở ngoài số 5 hồi đâu cũng lâu à. 7-8 năm rồi con có ghé đó, mấy ông chỉ còn cây hay cây cặp mấy ruộng á. Mà bự gì nè ông Tư? Bự lắm mà, Bảy Thưa cây con ôm không dám. Dạ, bự lắm. Rồi mấy ông la giờ chỗ này còn có mấy cây đó đó. Mà cái lá nó dài dài không Tư ơi? Dài. Dạ. Bằng hai ngón nó dài cỡ găng. Dạ. Còn trên tiên thì tiêu liêu. Cây tiêu liêu nó tốt hơn thao lao nữa. Như sao? Ừ. Mà gai bằng ngón tay dài găng găng hơn găng. Ôi ôi. Ở bề dưới cũng trắng trên xanh. Cây mà nó gai vậy đó hả ông Tư? Ừ, gai. Cái cây đó mà con ấy được mặt 4-5 tấc mới đóng cái tủ. Không có cây gì đẹp bằng. Dân á, bị gai nó nu nặng. Dạ. Yeah. Ở đây cái cây cần thăng ông Tư mà chết. Sau này ai mà có bị ông lên chùa đô á, trên có hai cây. Tốt thấy ghê lắm. Dạ, thấy mà. Cây chánh, một cây bằng bắp dế, một cây bằng bắp chuối, hai cây. Trong tà tan tà phô cây đó cả bốn chú cháu mình ôm chưa dám. Dạ. Yeah. Cần thăng. Mà ông sư cũng nói cái trái của nó là mấy ổng làm cái gì ăn á. Nước mắm. Dạ. Yeah. Thay thế vì chanh á mấy ảnh. Một con cá bằng chân cái nhà 6-7 người ăn đủ rồi. Dạ. Yeah. Ảnh nướng trái cần thăng cái ảnh lấy cái ruột nó cái ảnh dầm vô một tô muối nước mắm vậy nè. Dạ. Vì sao? Thì con mới nói là cái cây này nó chị mà nọc rắn cắn nữa đó. Không la gì. Hồi nào giờ đâu không biết luôn. Không biết đâu, không biết đâu. Quá gai ông Tư ơi. Gai từ đầu tới đít mà. Dạ, từ dưới gốc lên tới trên luôn. Gai. Dạ, gan. Dạ. Gai ảnh như mà nói cục đó. Dạ. Mà gai của người ta có một cây của ảnh ra ngoài nhánh. Gai khúc ảnh tủa ra một đùm. Dạ. Ở trên ông chồng ngay gan chỗ cái nhà bếp đó, hai cây. Hồi đó cũng ăn bỏ hộp nó lên gì đó. Campuchia nó trồng cần thăng. Có núi Lò Gò á. Rồi có cây cọp đẻ nữa. Rừng núi đó cọp đẻ rồi nhiều lắm con, dưới cây chữ thiên là nhiều lắm. Dạ. Yeah. Mà cây chữ thiên giờ con đi hoài không thấy. Bữa không biết chú cháu gì theo lộ tao cũng để ý lắm. Mà dách bên kia không biết có hay không. Bữa nào con đi dách bên kia coi. Dùng đó còn nhiều lắm. Sợ mấy người ta trồng xoài á, ông Tư với trồng phai mì á, người ta dọn. Người ta dọn hết, để sợ rắn. Dạ. Yeah. Trong cái khu vực chùa đô có thuốc dữ lắm. Ông nói hồi xưa thuốc dữ dằn lắm. Thuốc lắm của rừng đó. Bởi vì người ta trồng phai mì rồi người ta dọn á, ông Tư người ta xịt thuốc á, xịt cỏ á. Chết trơn. Hồi xưa đâu có trồng phai mì kè này, cái yeah. Mì bột này. Dạ. Yeah. Mì kè với mì bỏi không à. Bây giờ bày đặt cái trồng ba mì bột này nó
củ nó lớn bán nó có lợi nữa. Dạ. Yeah. Mì kè, mì mỏi là mì mình nấu ăn nó không? Nấu ăn. Yeah. Mì kè nó hơi đắng, mì mỏi nó không đắng, mì mỏi là lá xanh đó. Yeah. Cây xanh đó. Mì kè ảnh lùng xịt ra, mì mỏi mình có cây cao 4-5 thước. Dạ. Yeah. Cây bắp dế mình vậy nè. Ở trên miệt Tây Ninh đi vô bà nội tôi thấy cục mì quá lớn. Củ mì con yếu yếu giá không nổi củ mì. Người nấu có bột không Tư? Bột. Vì sao? Ừ. Bữa nó đi vô hành quân nó gặp nhiếm nó bư. Dạ. Tao dòm nó uống nữa cái mì gì mà dữ vậy sao? Vì họ đâu còn nu nặng gì nữa. Yeah. Quá bự rồi. Lát lứt là như cây rừng. Không biết cây phay mì luôn á ông Tư? Không biết, chuyện dòm đọt mới thấy. Dạ. Yeah. Trên đó một củ 5-10 kg là thượng phay mì. Ồ. Oh. Quá lâu năm. Trọng bỏ trong rừng. Dạ. Yeah. Cứ đi vô rừng vậy rồi con ấy chỗ nào trống trải rồi cái đào đất ghim xuống đó. Ta trồng chi. Hàng chi cái ông sóc cành ở trên này ông nói. Ở trên núi ba cái củ khoai ngọt gừng đó ông Tư. Ừ. Có củ ông giá không nổi luôn. Giá thì nổi. Ông là ông lên trển mà ông gặp khoai ngọt gừng ông kiếm mấy củ nhỏ nhỏ vài ba ký ông đem về ông ăn còn mấy củ bự. Ông giá không nổi ông không lấy. Không lấy đâu. Không lấy đâu cái củ đó 5-6 ký á. Không cho con ăn đâu cả từng lễ chưa hết. Con cũng như khoai ngọt mình thì mình lấy giống rừng về trồng chứ có mình yeah. đâu đẻ được nó đâu. Mà nó cái màu nó hơi xám 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 chứ không có đỏ như khoai ngọt mà đỏ mình. Có lại đỏ lại xám. Yeah. Lại trắng. Mà ăn ngon lắm ông Tư. Ngon. Nó nhựa hơn cái khoai ngọt mình trồng. Đâu có phân phướng gì đâu con. Dạ. Mình trồng bỏ phân đái, phân lạnh rồi này kia. Của thiên nhiên đâu có. Ăn hết mới ngon. Bởi vì cái gì của thiên nhiên đó mình nấu ăn tốt hết không Tư? Tất cả khoai củ, trái cây rừng kia của thiên nhiên không. Bây giờ nhiều nước đem giống gì mà lai giống. Dạ. Chứ mình nó có thứ này thứ nọ hai ba thứ chứ nước kia hai ba thứ. Dạ. Mình gom gì nhân giống trồng. Như mấy ông cấy ghép với nhau nữa hả ông Tư? Cấy ghép thì nó không cấy ghép như khoai từ mà rừng bác cháu mình đào đó. Tao đào củ ba lớn dài vậy nè. Củ 5-10 kg là thường. Dạ. Khoai từ. Bữa nay bò tùm lum nó trồng mấy củ mà củ nhỏ nhỏ đó không? Nhỏ nhỏ đem về mình không ta đâu cho mấy đứa này. Thí vàng chứ không phải là dịch vàng không Tư? Ừ, thí vàng ta cúng cu hồn rồi đó kia ta gọi là thí vàng. Là gần tháng 7 này đó hả? Gần tháng 7 mấy chùa người ta thí cũng thí vàng ta dục tiền. Dạ. Yeah. Con nghe nói thí lớn lắm Tư. Lớn lắm. Lễ Vu Lan. Dạ. Yeah. Hồi xưa đi chùa Phi Lai này hồi đó miên chưa đốt. Mấy ông nhà giàu có dù đó mà ông ngồi đó bà cắt không à. Hút bà cắt rải mà không lấy dù. Đụng mấy nhỏ không có đất mỏi nữa. Thì mấy chả lớn cao nữa. Yeah. Dù cho bung ra chả hứng người ta. Mà mình ở đây thì tháng 7 cụ hồn này thì mình ở đây mình không có cúng cụ hồn đâu này kia. Ở Sài Gòn nó cúng cụ hồn quá tràn luôn. Ở trên cụ hồn ngã quỷ. Cũng có thể như là cúng thí vàng nó chứ gì hả ông Tư? Ừ. Là cái lễ đó hả ông Tư? Ừ, vật vàng này kia nó gà, chuối, bánh rồi này kia nó trải ra sân nó cúng cụ hồn á. Mình ở đây miền Tây mình không có. Người ta hồi đó đi lính đóng Châu Đốc. Bà này bà cúng cụ hồn. Bà cũng quen tao. Mà con cháu ngoại bà nó thương tao dữ lắm. Hồi ngựa cái tao ngồi trên xe lôi tới kia nó chạy lại mấy chục người mà đâu phải nít, người lớn cũng có nữa. Chạy lại ù què vô đồ người ta đếm một mới một mà chưa hai nữa là rốt rẽn quất cả tên. Trên bàn thờ bỏ phóng xuống bỏ dục một nấm nhang bỏ dục cái tá lả ở ngoài đường đó. Bà chữ nát hết đó. Nát cúng cô hồn thì phải làm đúng cô hồn chứ. Cúng cô hồn ngã quỷ mà. Có một cái có người ta chưa mới bưng ra chưa thắp nhang nữa.
chưa có để xuống bàn nó vô giật à? Cũng được luôn, tại vì đã túm cho nó rồi nó phải giật. Giật mà chưa thắp nhang, chưa có giấy vàng gì mà châu đốc nó giật mày thấy mê luôn. Dạ. Nó dọn bằng đây ra lộ vậy đó, lốp bóp dùm. Bây giờ bởi người ta cúng đồ mũ không à, đâu có miễn sành miễn chán gì, nó giật nó đâu lấy gì ở tô gì đâu, bỏ giật đồ ăn không à. Ủa cái lễ thí vàng hồi sớm ông Tư nói cái bữa cúng đó là ngày xưa do bên của người Tàu hay là của người Việt mình? Của người Tàu không, mình không có, của sư giáo thọ Thần Tú. Thần Tú rồi mà, của sư Thần Tú bị đánh giặc chết quá chết rồi mới y mới nói với vua Đường, bệ hạ đừng có lo, bệ hạ nó dụ chức trong kho ra nó dụ 1 tấn vàng, tôi lấy lại cho bệ hạ 10 tấn. Ông vua ông hết hồn, chức ra 1 tấn rồi lấy 10 tấn. Ông bài mưu tính kế lấy tiền, bài mưu. Cái ông mới nói là vua đi thiếp, biểu vua Đường giả bộ chết đi thiếp, chết rồi vua lên mới kể y như lời ông. Rồi số mà người chết đâu phải ít. Rồi ai cũng ấy, giàu thì cũng nhiều, nghèo cũng ít, chứ không có đòi giá quyết định nhiêu. Đó, ngày đó vua mới lập đàn cho ông sư giáo thọ Tần Tú lên đàn, ông trục hồn gì à, ông cúng. Rồi bài ra tới giờ đời nhà Đường, Đường Thế Dân. Cũng như ông lập kế nói mà cúng cho người chết chứ có nhận thiệt đồ này kia với hả ông Tư? Bài kế với mình thầy nữa. Dạ, đặng con bán 3 cái giấy đó ông lấy tiền. Cô hồn hạ quỷ biết rành lắm mà. Sư giáo thọ Thần Tú ai ổng là thiên tiên chứ đâu phải vừa đâu. Dạ. Mà giấy thí dụ như 1 đồng bán ra tới 10 đồng lận. Thành ra vua sức con tấn vàng ổng lấy lại 10 tấn. Quá lời. Vua chịu liền. Ra cái phong tục đó kéo dài tới bây giờ. Kéo dài luôn tới giờ. Bây giờ vẫn còn nha. Còn cái phong tục mình mà kêu là thí vàng nhưng tôi nói là còn nhiều lắm luôn. Ừ. Còn những miếng trong chùa thì còn vẫn còn làm. Châu đốc lễ lớn lắm, còn lễ diệt vàng rồi đó, mấy cái chùa lớn rồi rải mà trong mình giờ rải bạc giấy không, hồi xưa bạc cắt không à. Rải bằng cắt như rải ra một lần như cắt cắt phúng gì không thôi. Ừ. Theo đạo Thần Tú. Cái này như bạc cắt này nè, tiền của Nhật nè, 200 đồng miếng mà lớn chứ đâu phải nhỏ đâu. 200 đồng của Nhật mình ăn được bữa ăn mình rồi. Bây giờ là con thấy người ta giải là giải tiền lắm tôi, mà có đứng trên cái nhà cao hơn cho người giải chứ. Bay xuống. Bay xuống, nó dành lộn được tràn. Trời ơi, giật trụ ngựa, dòng mía khúc quýnh lỗ đầu. Có người để 1 mâm mía. Rồi bánh cắp, bánh ít, bánh đồ này kia đủ hết. Yeah. Bánh in, bánh đồ nó cúng đủ hết. Gà, vịt, heo, đầu heo đồ này kia nó cúng dữ lắm mà. Cúng vô trước khi giật họ cũng canh nghe, họ lựa chỗ nào có cái gì ngon, cái gì tiền bạc thì họ nhìn. Mấy người lớn thì nó canh. Để nhỏ, nhỏ 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 đi giật nó lấn chổng khu giật bậy bạ đó. Như cái bà đó là bưng con gà ra tính chưa có để bàn, nó mới vừa mở cửa đi ra, mới bước xuống cầu thang vô giật cái rồi nghỉ cúng luôn. Còn coi cự nhìn cúng gì không, cái đó mình không nên giỡn, mình đã phong tục nó là vậy rồi mình phải chịu thôi. Bởi vậy nó càng nhanh càng tốt. Đâu phải tôi nói như ông cháu mình, mấy bà đó thì người ta nói cúng cu hồn ngạ quỷ nhưng mà chưa có gặp cu hồn rồi ngạ quỷ nó tới rồi, nó quất thước rồi. Ủa, nó chạy tao nói mà nó bị tao ngồi xe lôi tao gặp chạy vô mấy chục thằng tao đếm nọ tính nha. Bả leo lên bàn thờ Phật, bả đừng gõ chuông cúng đảnh. Tao mới 1 rồi chứ chưa được 1.5 nữa là đủ rốt rãn. Chứ tao nó có chờ chồn nó đè luôn nó Tư không Tư? Đâu có, tao ngồi trên chiếc xe lôi á, xe lôi người ta đậu đó. Còn bà nó không đứng ngay cái bàn nó chắc chồn lên đè luôn Tư. Giật bà nó. Hồi đó tao thương nhỏ đó dữ lắm mà cũng không thành. Mà nếu đông gì đó thì mới ai không nhào vô nhanh đó thì không có lấy được gì hết trơn đó. Có, mấy thằng nó giật bánh ít, bánh tét rồi này kia, bánh cắp rồi đó. Thành ra nhào vô kia nó thiệt lẹ đó, giật đồ ngon trước.
mấy thằng lớn thì nó giật đầu heo đồ này kia, gà vịt đó nó túm phóng mấy thằng nhậu á. Còn mà giật trễ quá thì thằng kia mà giật mà giành lộn quá thì hãy giật cái mía nó đập đập luôn. Trên đồng kỳ anh hai mày năm nào cũng định đồng kỳ cũng cúng con heo cúng tống gió á. Yeah. Rằm tháng giêng tống gió thì về đi ra thì chút xíu có người ta giới rồi. Hồi đó ông Tư cúng mấy giờ không Tư? Hả? Cúng cái lễ đó cúng mấy giờ Tư biết không? Thường thường thì tùy theo đường xa đường gần, bị xã này người ta cúng qua tới xã kia người ta tống đàn binh đó. Hồi đó nhà con cha con có cúng đàn binh nữa mà cúng dắt 12 giờ trưa. Mà 12 giờ trưa sửa soạn là bắt đầu là qua vừa qua 12 giờ chút là cúng đầu thả. Cái đó con nghĩ chắc tùy theo cái tùy theo làng, tùy theo cái ông thần ở đó. Chứ bên phong tục nhà của ông cò con là cúng dắt 4 giờ sáng. Sớm dữ. Cái đó tùy theo gánh họ nữa. Cũng lớn lắm nè, cũng còn heo luôn đây. Cũng chỗ đó không phải đơn giản. Đâu có, cô bên gánh họ của ông nè cũng cúng con heo. Heo là phải nuôi đó, tự tay nuôi mới được heo. Ừ. Chứ không phải là mua ngoài cho. Sau này con cha con ổng xin keo ổng đưa về núi nhưng không có thờ cúng gì nữa, ổng là tội lắm. Mà heo cúng mau lớn à anh ông. Cúng lần cái ông heo kia bán mau lắm. Ổng mua đầu heo mà ổng mau kinh khủng mau luôn. Con heo mới thả vô có chút xíu một tuần là sao mình giao mình thấy là mình hết hồn. Cái đó đừng muốn biết con dân sao mà không biết. Không phải cho ăn đầy đủ. Cho ăn đầy đủ. Thay vì con cho ngày hai bữa mày muốt cho ba bốn bữa không mập chứ được. Hồi đó nhà con cúng không có bằng heo, đi lại chợ mua đầu heo về cúng cái rồi tùy theo gánh họ. Không có bằng khó cái họ dễ, không có bằng gà bằng vịt không phải khó dễ gì gánh họ lớn, nhất là gánh họ Nguyễn ta nè. Ý thấy vậy mà còn thấy tội thôi nghĩ thôi. Ồ cúng một năm vậy mấy chục gà vịt cái họ con cái họ Quỳnh mà phải cúng cái đó xong phải cúng luôn cái vụ mộng tư đó là có ốc có cá nó chui rồi cúng cái đó là cúng bình rừng tướng núi à, cũng là ngày đó cũng phải cúng cái đó luôn á. Ừ, cá lóc nướng hả? Cá lóc nướng ốc cua. Ừ. Cũng phải cúng vậy chứ một cá bó chỗ lươn rắn nướng chui không à, vậy là giống ông tà ấy nó không phải cúng đàn binh đó con. Yeah. Cái nồi cháo hãm đúng không? Cháo ám. Cháo ám. Cháo ám. Cháu ẩm xong cũng ăn rồi hẩm luôn với bà bỏ ăn. Nhiều khi lâu quá con không có ra con nhớ. Cháu ẩm là nấu thế là không có nêm hành tỏi gì trong á. Cá lóc bó sổ. Cá lóc lấy dây chuối mình nó bó từ trên tới dưới, không cho cá lóc nở ra. Vậy là bó như đoạn anh tét vậy không? Ừ, cá lóc không đánh dãy. Yeah. Lương cũng vậy, đồ nướng đó mà. Lương, cua, ốc. Bình rừng tướng núi. Lâu rắn. Đó con không có ra, từ lúc ăn chay rồi con không tham gia tham dự cái buổi đó. Con không thích ra. Rắn đồ này kia nó. Hồi đó cúng mấy năm, cha cũng cúng mấy năm rồi sau này ổng xin keo nghỉ cúng. Cái hồi xưa là khi mà hồi trước á, khi mà mần heo là 12 giờ đêm là có con đó, con ra con giật heo làm. Giật heo làm chung. Tao trong đời tao đâm ba con heo. Không tham dự luôn. Hồi đó anh hai mày đúng 12 tuổi rồi mà mận con 100kg thành ra tới 170kg con heo. Thì ký bán nuôi nó tới năm đó ấy heo đẻ mà năm đó tao mua giống heo đó ở dưới Bạc Liêu. Quả giống heo y như con trâu. Giống quá lớn hơn. Quá lớn. Đi gặp heo tốt rồi mua luôn. Có mấy trăm đồng bạc hồi đó con heo mình ôm không muốn nổi. Heo chơi trước chuồng dùng cho nuôi heo con nào cũng lấy mày cởi nó chạy người lớn thì nó chạy tay tay quá giống bự con dùng nói sao nó heo còn heo bây giờ heo chuồng nó nuôi heo giống gì lỗ tai bành tri không bự con đâu con nhỏ. Một cái cúng hồi nãy ông Tư chia sẻ là con không biết rồi những cái ngôi đình người ta có cúng giống vậy không ạ? Đình cũng cúng. Đình cũng phải cúng không? Ừ, tùy theo ngày ông thần ông mất đó. Nhưng mà thường thường có cúng đình này nè, ở đây cúng rằm tháng giêng không à. Hồi trước con nhớ cúng đình có một lần không biết dứt ông gì mà lúc 12 giờ trưa đó không Tư? Dễ giờ đó, chắc quan đế cúng dễ giờ không nhiều.
Có mấy ông ở xã mình rồi kia dưới dùng nhà bàn dùng trên con mấy ông hay lên tướng. Là cái đình thần Nhân Hưng á, mình làm cúng là 12 giờ trưa, không biết kêu là thỉnh ông gì đó về lúc cúng rất là đúng 12 giờ là nổi trống là hoàng ngày xưa đó, còn bây giờ không còn. Nổi trống rước rồi người kia học trò lễ này kia vui lắm mày ơi. Đình cũng sơn thần đó. Cọp cũng là sơn thần mà cúng đình cũng cúng sơn thần. Hồi đó con còn nhỏ xíu mà con chỉ biết vậy, nhưng mà tới từ con hồi mà họ sợ lân cũng lắm nha. Bây giờ có đình Vĩnh Trung thì tệ mà. Sợ con lân ghê luôn á. Sợ lân hả? Ờ, con lân phải lân thường, mình con lân mà chui vô nó có nguyên cái chung vô trong được luôn á. Lân hả? Nguyên con? Dạ nguyên con á. Gì vậy? Nói chuyện tiền mua 5 cái hòm đem ra chùa. Ở Mỹ thì nó điện chút xíu thì tới rồi. Con lăng mã nguyên con gặp đó là con sợ à. Không có sợ, sợ nó con sống nè. Thật sự không sống thì họ để nguyên con nằm thì nó ghê thiệt chứ. Múa lăng mã hồi đó dân học võ nghệ không đó. Múa theo nhịp trống rồi kia bước đi nhảy rồi nhất là leo lên mấy cái một cây cao đó, leo tre mà nó róc mắt hết nó còn tha mở bò nữa. Lăng mã khó múa. Lăng mã khó múa lắm từ. Bị nguyên cái mình nó bằng tre không á. Nó nguyên mình đâu có tới ẹo vui được. Đúng rồi. Đâu có. Hồi lần bên Định cái chân không à. Hồi lần bên Định tham buôn bển có nguyên con lăng mã rồi sau lần này đầu thì nó rẻ, lăng mã mắc lắm. Sau này mất mất tiêu. Giờ em biết không? Cái loại đó người ta muốn rất là khó. Khó lắm. Ai muốn cũng được. Ừ. Mà hồi đó gặp sợ thiệt. Nhớ hoài. Ồ, lễ 18 tháng 5. Năm mà có coi. Sao mà ông hại hồng cho ông ăn sao tự nhiên còn cái mâm không hồi đó đâu biết đâu. Nó trộn một lăng mà cũng ăn được chứ trời. Ủa nó hốt để có cái bị nó mang bên hả? Con không biết rồi đó xíu. Cái thằng cầm đầu lên đó, nó múa nó hốt. Lục cái mâm vô chồm chồm xuống ăn cái bị nồi nhảy mất tiêu cái chỗ ăn chân. Con lăng cũng biết ăn nữa trời. Hồi đó mấy ông múa lăng mã, mấy ông múa rành á, múa đẹp dữ lắm. Nói chung mình múa gì múa cũng không lại của Trung Quốc. Trung Quốc Trung Quốc nó là cái nguồn gốc. Cái gốc của xuất xứ nó lên mạ. Lễ 18 tháng 5 mà không biết mày có dự lễ nào không? Có. Hồi trước một khúc xong mười mấy hai chục cây số kêu ghe cổ nghẹt cái tên Dương Cổ á. Bây giờ cũng còn cái đó nhưng mà cái đó là kêu Dương Cụ Đèn đó không Tư? Cái gì? Cổ đủ thứ. Dạ. Mỗi tỉnh mỗi chiếc hay gì ông Tư? Ừ, mỗi tỉnh chiếc. Dạ. Tỉnh chiếc. Có tỉnh 2 chiếc, 3 chiếc. 2, 3 chiếc nữa. Mà bây giờ làm theo cái kiểu bây giờ chứ không kiểu ngày xưa thấy một mạc mà nó đẹp hơn, bây giờ thấy nó lộng lẫy nó đẹp hơn. Hồi xưa không có dù xe, toàn là tàu, bè không à? Có, cũng như Tam Tạng đi thỉnh kinh nè, phải bằng tàu chứ con đi xe cho coi được. Để đi đông độ thỉnh kinh đi qua xong mà tới Tây Phương. Đi xe không à? Xe không? Đi xe. Giờ xe luôn. Nhìn nó không có còn mộc mạc như ngày xưa, làm cho nó cái những cái lễ nó không có đẹp. Lễ 18 tháng 5 tụi tao kéo nguyên tiểu đoàn về bên Hòa Hảo ở nửa tháng mà. Để an ninh. Con có ông chú năm nào cũng qua Hòa Hảo đi ông Hồi Nhan đi. Hồi Nhan đi giúp nhan chứ không phải Hồi Nhan giúp nhan của mấy người mà cấm nhiều quá. Nhiều quá đó, sợ cháy. Cháy. Cháy chứ sợ gì, buồn bà cháy hoài. Yeah. Không biết cháy cái chuồng cái biết bao nhiêu tiền của. Biết nhiều lắm. 4-5 thằng học trò lễ đứng đồ đạc áo mão chỉnh tề đó. Chứ không phải Hầu Nhan mà lại đúng rồi. Dân khác mà nhậu. Nhan đó ông Tư. Cái con lên quay cái người quen quen ở gần ở trên chùa bà đó. Ông nói nhan á, đốt mới cháy chút xíu là nhổ. Nhổ cái dụi cái đem ra ngoài á. Chưa cháy, nó kéo nó nhấp đầu, nó bán lại đây nè, nó đem vô cho tao mua lần nè. Dạ, nhấp đầu cái đầu bó lại bán. Bán nữa. Đúng rồi, kinh doanh mà là phải vậy đó. Nhất là nhan thơm cao cấp đó. Dạ. Cắt đầu nó lựa nhan, nó bó nó bán. Cái câu đó, cái đó mới gọi là mua thần bán thánh đó. Đúng rồi. Trái cây cũng vậy. Trời ơi, cây biết bao nhiêu mà nổi. Không mà sọt cái cây rẻ ngang không biết ở đâu bán cũng bắt theo vô mình nhìn cái sọt cái cây mình thấy nó mắc đó nhưng mà sao vô mua đã gà. Cái đó thì mình không biết công nhân sao. Cây ở ngoài ngoài ha. Để nó cúng rồi nó bán lại. Chứ không phải trái cây con đang bán ngoài sạp.
cúng rồi bán rẻ lắm. Tôi còn thấy hồi trưng vô cái sọt đó là cái giá đó là không có vé cái giá đó đâu nha. Mà hồi Tết này con mua con đi dắt bạn con đi mua rồi sao mà nó rẻ dữ vậy. Ở trong đó rẻ là cái cây trong miễu bà ra nó có bán rẻ. Bị gì cái kho mà để mấy ổng cúng trái cây nhiều quá, mấy ổng đem vô trong cái kho để đó ông Tư. Thì đó con có vô lần tàu luôn, khủng khiếp luôn mà, như giữa trái cây vậy đó. Cái nhà bề ngang bằng rưỡi cái nhà tao mình chạy dài đâu chỉ nhiều lắm trước. Ăn gì hết. Còn heo quay cúng với bà mà thấy một hai chục con. Cúng rồi có khi để quên đâu có người coi. Dòi tửa luôn đem ra bỏ luôn. Hồi đó con gặp có cúng một lần cúng con heo đừng như heo nó cúng sống hay sao ai làm gì không mình biết mình vô tại gặp ta đang làm nó cúng bà. Chiều ngang con heo mà kêu mà để nằm xuống rồi cái tay con vô một sải tay con không hết con heo luôn, con nhìn heo bò rồi. Heo nó bà nó để chảy ra hả? Ừ, chảy ra. Không biết là để cúng bà hay là làm cái gì đó. Thì ở đó là cúng bà không chứ đâu. Cúng bà không. Nó bự, con heo nó bị khủng khiếp đó. Mấy người quê heo bởi đâu có tỉnh nào mà nhiều bằng cái núi Sam đâu. Con nghe nói vụ mà mướn heo quay nữa không biết còn. Mướn có. Hả nay cúng mà mướn rồi ai chứng ai dám. Vậy đó, về nó tút lại. Nó quẹt ba cái mùi vị vô đó là bởi con heo tao nói mày nó cúng rồi đàng hoàng bỏ luôn chứ không ăn được. Cái đó chuyện làm vài lần rồi mà dục luôn heo rồi. Ừ, nó hôi rình 2-3 ngày rồi sao ấy. Tủ lạnh đâu con để cho nó. Nghĩa là mấy người mà làm, mấy người mà mua như vậy đó là mấy người đó là không có mướn như vậy là mấy người đó là không tôn trọng bà nó mới làm vậy đó. Đúng rồi. Tôn trọng hay không mình không biết. Nhưng mà nó cúng thì nó... Cái này cúng mà đi mướn rồi cái đó là... Chẳng nào mình không cúng mà thắp cái hương mình về chứ mình làm vậy là giống như là mình giả dối. Giả dối cho tạo hình thức không à. Chồng bà Mười mà chôn sao đó hồi đó. Rồi ba con gái mãi dâm nè. Nó lấy cái dòng giò trâu bò nó lấy nguyên đầu. Rồi cúng nó. Yeah. Lấy nguyên đầu cái nó khiêng ra ngoài kinh ấy, là mình mừng lợi. Còn trái cây nó khiêng ra càng xé bánh mì một cái Sài Gòn nó đem xuống mày không biết mày để đâu cho hết. Rồi trải chiếu nhậu ngày nhậu đêm vậy, dòng giò bò giò trâu một cái con hầm nó cái giò trâu mà hầm cái nở bơ lớn cái móng giò á cái... Ừ, cái móng giò á. Dạ. Cái gân nó nở vậy. Bộ nở dữ lắm không Tư? Nở dữ lắm. Con thấy người ta treo bán mà con nói cái này nó cứng nhắc sao ăn. Đâu có con hầm mà con ăn có cái gì nó ngon bằng giò nữa mày. Nào vậy không ăn không biết. Chỉ có lỗ mũi nữa nè. Nguyên cái vàng lỗ mũi đang thui đó. Dạ. Vậy là đuôi. Chưa có biết rồi lại những cái chỗ người ta bằng thịt chó lại hỏi họ xin bốn cái dụng ra nó cho. Dễ. Vậy sao? Ừ, dụng chó lại xin nó bốn cái dụng nó cho, nó không cho không? Cái đó là cái ngon nhất đó. Vậy sao? Ừ. Ngon rồi. Ngon mà mắc nữa. Thịt nó nói dụ nó bán cho con 200 ngàn, bốn cái dụng nó bán mày cũng 200. Nhất là con bò, con trâu gì, cái bọc con trâu cái thì nó lấy buồn trứng đó nó. Con trâu đực thì có cặp trứng giái với cặp. Con thấy người ta cắt nguyên cái miếng gì đó không Tư? Ở trong con bò đó, trong bộ đồ lòng con bò đó mà cắt ra cái ổng mổ ra ở trong cái miếng đó đó. Nó có mấy cái miếng gì sắp lớp. Căn bàn đó hả? Nó bao tử cái gì? Bao tử hả? Ừ. Cái đó là cái miếng ngon cực kỳ nó giòn lắm nó ở ngoài thì cái da vậy vậy nè mà ở trong nó có lớp ừ, cái lớp đó đang nó nghiền thực vật đó, thực phẩm đó. Vì sao ruột mình cũng có vậy con thấy mấy ông cắt ra rồi nó lòi mấy cái miếng đó đó con nói cái này cái gì ở trong con bò ngọt của thật nó vô thử có cái con bò hơn trâu cái dầu trường nó mắc nhất mắc hơn gan như thì dầu trường nó con ăn nó cũng là lại ruột cái bọc con nó đó yeah. Cái giòn rụm mà cái dầu trường con bò nó ví dụ con bán 1 ký 300 ngàn thịt cái dầu trường nó quất mày 1 ký cả 400 mấy nó ngon nhất trong cái thân con bò cái nó mắc hơn thịt. Nguyên cái bộ súng đạn đó, trứng giái, cu, cặt rồi này kia nó, kêu bộ súng đạn của nó bán cũng vậy. Bộ súng đạn.
Cái giấy bồ nó nhỏ mập dế mình nè. Ôi ôi, bồ cổ quá. Về chân nữa không Trinh? Hả? Về chân hay gì? Chân. Nó chân thuốc bắc không mấy thằng mà đại gia mới ăn nổi. Ăn nó hôi không ông Tư? Đâu mà hôi. Con làm đâu có hôi. Cạo lông giấy làm mình đâu có còn hôi lắm. Cái đó muốn ăn phải đặt trước chứ. Ngộ mày, mày phải quen mày phải đặt mới được. Nội mỏ với hai cái lỗ tai nó lử rồi này kia con phải đặt trước. Nhiều khi nó không bán lử cho mình. Con lử nó cũng ngon đó không Tư? Ngon, cái lử nó con ăn nó không ngán. Con thấy nhiều người nó để nguyên cái đầu bò rồi để vô cái nồi bự hầm luôn. Hầm luôn. Một lần tao với chú Út Biển rồi bên đây nó chết rồi. Ngựa kéo xe sao mà đủ nó chết. Bán rẻ rẻ có 50-60 đồng rồi đó à. Ở 50.000 rồi mình phải ăn, phải đi đi cái lựa tiệm ăn mới có thối. Con mua con ngựa về đó, mạnh gì ăn về mà không giờ tới để nó đi mạnh. Cạo đồ mạnh hầm cho mấy nhỏ ăn đâu cả tuần lễ mới hết. Bán thịt hết trơn rồi còn giò đầu rồi hầm lại. Bộ đồ làm nó giống bộ đồ làm bò không Thư? Con ngựa ít ruột hơn bò, ngựa cái ruột cũng thẳng băng nè con. Dạ nè. Nhưng không có bao tử như bò đâu. Mà đó, con nhớ có một cái câu ông bà mình dí gì giống như ruột ngựa nè, có câu dí. Thấy cái ruột ngựa là lính nó mang gạo, mang đồ đó, nhất là người thẳng như ruột ngựa ơi. Có câu dí, ngày xưa nhớ rồi lâu quá, không có nhớ lại câu đó, có ông bà có nghe nói rồi. Con bò mình có bao tử, con ngựa đâu có bao tử. Anh ăn vô cơ cỏ anh chứa đó rồi anh chạy thẳng cho đít anh ỉa luôn à. Anh không có bao tử. Ý rồi làm sao nó tiêu ra thành phân đó không Tư? Thì nó tiêu ra trong cũng bao tử đó. Dạ. Bởi con ngựa nó đời nào nó đi. Con ngựa mà ngoại trừ ra nó đuối nó mỏi nó lên dốc rồi này kia nó mới đi. Chứ nó chạy con không? Phóng lên lưng là chạy không à. Chạy lúp xúp chạy hoài. Ngọt. Chạy lên cho biết ăn tới không có con nào ăn phức tạp bằng voi đâu. Voi là cây mà cỏ cây nhánh bằng chân cái ảnh nhai khúc là ảnh ỉa ra cũng còn khúc vô nó không tiêu tiêu gì kịp. Anh ăn một ngày cả tấn cây cối vậy đó sao mà tiêu kịp. Bự con ảnh ỉa dữ lắm. Mấy kia nó tờ con ngựa làm bậy ăn để tao chưa làm cho ăn ăn rồi ngựa tiếc bị bán mẹ nó hết thịt giò rồi bán cái giò còn thịt thà rồi này kia xương rồi bán hết trơn. Cái mùi nó cái hơi của con ngựa nó giống như cái mùi thịt bò nó hôi gắt hơn thịt bò rồi thịt ngựa con mần con bóp muối cũng như con trù con dê mà bóp muối mà vô phương ăn nó hôi đút vô mỏ nhả ra liền. Con cù nó cũng hôi nữa không Tư? Còn hôi hơn con dê con cù lông nùi nùi đó. Dạ. Khi con làm đàng hoàng thịt nó ăn ngon thơm. Cái đó biết làm chứ. Biết làm. Mà con cù cái số chết với con dê này chết tội lắm nữa. Thanh niên như tụi con ba bốn thằng trói thúc ké ảnh rồi lấy cây tầm dông củ đòn bự vậy đi đập ảnh mới có thịt. Không vậy tôi không ăn đâu. Còn con không đập ảnh không có thịt. Vậy là đi giao giờ bán thịt dê nhóc đấy. Có thịt dê đầy luôn. Nó bán thịt dê mà nó treo bán thịt chó nó treo đầu dê đó. Không nghe mấy thằng ăn nói. Giao đầu dê bán thịt chó. Không ăn. Đúng rồi trước hai chồng các bà dưới chỗ Chi Tôn bán thịt con có những cái thịt cái con chó con nó xíu à mà nó bán thịt cày không à thịt con cày á thịt con gì con trộn lộn con trộn có con cày là con chó hết rồi nhà lộn con lộn là bán cái con chó con nó xíu đó mà nó con trộn thiếu gì ta không nhưng mà bà Tôn nó mới chặt cái mỏ bỏ chặt cái đuôi bỏ. Giả mạo thiếu mình nhìn là mình biết rồi. Nhìn cái mỏ là mình biết. Thiếu gì con? Đó khán giả tới thăm Tư. Chào Tư.
Chào bà Quỳnh Anh, chào anh Năm. Dạ. Quên thấy mặt biết hết. Dạ, tại vì con là fan của ông Tư mà. Fan ông Tư. Là cái trùng tan là lý do là sao ông Tư? Rồi nguyên cái gánh họ đó nó chết vậy đó. Anh em ban đầu nó dụ người lớn chết trước rồi người nhỏ mà chết không quá 3 ngày đâu. Chết liên tục luôn hả ông Tư? Chết liên tục vậy rồi, chết khi nào hết sao? Ý sao kỳ vậy? Từ ngày xưa giờ ông Tư từng thấy cái vụ đó lần nào tôi chứ chạy dơi này có sao đó. Chạy đó. Cường ta cái nhà đó giờ chạy dơi này tao độ trùng tan cái đó không phải do phạm. Bị cài ngoài đồng y lượm được cái thẻ bài của chùa bự vậy nè. Cái thẻ đó tao độ chắc từ 5 cây sắp lên. Bằng vàng không Tư? Bằng vàng không, chữ nho không mà cài đứt hết gốc rồi. Có vậy đó mà còn bị mà phải chết vậy đó. Ba anh em ruột chết mấy ngày. Cái nguyên nhân chết là nguyên nhân chết như thế nào đó? Mình không biết làm sao mày. Cái đó người ta cài vô tình, lưỡi cài nó cắt đứt chứ đâu phải cái người đó cố ý. Mày mà... lượm miếng vàng đó về đâu dám xài, để lên bàn thờ Phật thờ trên đó mà còn chết vậy. Mà cái lúc mấy cái người chết đó có bệnh hoạn hay là cái gì không? Không bệnh hoạn mẹ, cho nó đi ngoài đồng rồi về cái nó cho cạo gió rồi trúng nhau, nó trúng gió, cạo lá chết. Ôi dồi. Rồi chừng coi rồi đó, ông thầy gì với cây me nè, ông thầy gì? Thầy bói. Ông Mười Tống. Mười Tống, ừ. Ông lật sách cũng coi, ông nói bị cái miếng thẻ bài của chùa. Mà chỉ cài đứt vậy thôi mà giật chết 3 người, 4 người, người em gái nữa. Có 4 anh em chết sạch. Rồi làm sao cho hết cái việc đó ông Tư? Không biết, đi cúng sám hối gì đó, đi cúng mới đem cái thẻ đó vô chùa. Chùa Phi Lai giờ đó, không biết thẻ đó, không ai giữ. Thẻ in bằng vàng mà in chữ nho không à. Chắc cũng là cái ấn gì đó ông Tư. Thì ấn sái của trong chùa đó mà không biết ông nào, ông trụ trì nào ông giữ đó. Mẹ con căn nè, không biết có tham giữ không? Mẹ căn mới chết. Ủa sao mà cái vụ gì đó mà ông con ra được hay ta? Người tài được chết. Ông đường chèo chuồng đi, ông đặt lợp thuốc trong trong trạm đó. Ông đi chèo chuồng vừa tới lợp là ông quay chuồng, ông chèo về chưa được nửa đường máy bay nó bắn, ông chết nhóc. Cái đó ông bấm độ mà xong được. Ừ. Ông tiêm lai để bóp. Ông bóp gió ông hử. Ồ hay dữ hả? Ừ. Chắc... ông chú tao ngoài Mỹ Đức cũng coi bên quẻ đó. Quẻ ngũ hổ. Còn nếu con gặp lá cây, con bẻ lá cây con đếm. Giống như cái ông mà thiên la địa bóp gì ở ngoài núi Sam ông coi phong thủy đó hả ông Tư? Cái thằng đó là thầy đó, tới mấy năm nay nó không lên thăm tâm. Ông Tư ngày xưa giờ ông Tư biết những vị thầy đó khi mà họ bói và họ biết được có việc trùng tan gì, họ có cách nào hóa giải được không ông Tư? Không biết mà, không có hỏi gì được. Trùng tan chết không, đằng này chưa mở cửa mã cho chết nữa rồi. Ghê. Còn cái gia đình đó là được 4 người là chết sạch luôn rồi, còn không còn ai nữa luôn. Còn con cháu thôi. Cái đó em nghĩ là nếu mà trả đó nha, chứ không trả là đợi chính tới con cháu nữa. Đúng rồi. Như cái nhà quảng hồn. Như cái nhà mấy gà thấy thì chưa được từng mà chết 4 người. Rồi mấy xuống nhờ ông Mười Tống coi ông tấm thẻ này của chùa. Coi mà ông mắc đốt nhang, đốt đèn lên coi đó mà tính ông giá quá vàng. Sợ rồi. Nhưng nó là có đem cái thẻ xuống cho người coi. Có. Thẻ nó chắc 5-6 cây vàng, thẻ bự lắm. Cài mà bị lưỡi cài nó ăn sớt miếng rồi không biết kiếm không ra. Dính trong đất cài đâu. Thấy ông mà giữ cái thẻ bài đó ông cũng... Chắc là ông trụ trì chùa hồi đó, đệ tử của ông, chư ông á, chôn cái tháp sao đó. Hồ miên nó đục cái tháp ổng ra, nó đục tóc lỏng ở trên, lấy cái hòm ổng ra nó bữa nó xé gì đâu làm mất tiêu cái xác ổng, không biết nó đem ra đệ tử lưu gì đâu mình không biết. Chứ nó đục cái tháp ổng xây bự hơn căn nhà tao nữa,
tác cho chùa Vi Lai, con chung với cũng như hầm bí mật, chung với lẫn ngắt. Hồi đó cái sư ông chôn trong đó lắp cửa lại hết, cũng như cái tháp của Miên vậy đó, ta chôn đầy tháp, ta lắp cửa lại. Tao với ông cổ đi núi Cấm đi về, hồi đó đi đường vô đầu không à, đi xuống Ba Sài cái lội bộ gì á. Ở ai cha con đi cũng trời tối rồi, độ 8 giờ mấy 9 giờ ngồi cái nghe ngoài thốt lót, nó bẻ thốt lót rơi ình ình với nó ra, ông cộn mới khát nước cũng đói nữa, cũng trăm tiếng Miên cũng xin thốt lót không ai trả lời. Chừng vô nhà rồi gặp con chó vện, ngựa nó cao muốn bằng người mình á, chó rằn ri đã lắm. Anh vô ngay cửa tháp, anh bự, anh trùng thuốc không mất tiêu. Tao rình coi con chó này nó ra đâu mất tiêu, không lẽ chó nó ăn cây ma ta. Tao nhỏ tao lì lắm, không biết sợ ma đâu. Ủa ngựa chừng tao đi dòm cái cửa tháp đâu có trống, nó trám lại kính mít à, mà sao nãy mình thấy con chó chung mất tiêu. Tao lấy cây đòn gánh dọc sập cửa luôn. Con chó nó chung vô đường nào không Tư? Nó chung liền do ma mà. Gì hả? Ừ. Ôi trời. Mà nó nhát mình vậy đó. Con chó dện bự bành kia vậy. Thế nó chạy vô đó, nó moi hết cái, nó chung nó mất tiêu. Ủa không Tư, không sợ bị lúc đó là sợ bị cái người chết nó không vỡ sao Tư? Trời đất, tao không biết sợ ma. Rồi ông sụp, bể cái cỡ cửa luôn không Tư? Bể cửa nó trám nó. Rồi ông chung vô luôn không Tư? Không. Trong hũ ghè gì để xương hốt miếng miếng không mà đâu hốt nguyên người đâu. Yeah. Nhưng ra chung luôn đậy nắp lại ngay xong. Cái nắp nhỏ xíu à. Chung vô kiếm chó. Cho nên chó mới chung đây mất tiêu thật. Thì ra hỏi ông cậu nói ma nhát. Yeah. Nãy tao đi ra tưởng nó bẻ thốt lốt vừa ra xin nó đâu mất tiêu. Thì vô gặp chó đó. Nó chết, tao mày đè tao mày nhát mà chết lụng. Cái đó nó có hoài không? Ngày xưa hay bị vậy lắm cơ, ngồi vào chỗ đất nè. Đó, ai nào quá thành heo quá thành chó nhát người rồi như vậy. Nhóc hồi đó ma, vụ đó cho ma quá nhiều giờ hết, quá thành này quá thành kia. Cái đường núi Sam mình trong mình chạy thẳng ra tới khu quẹo xuống bến đá dưới này là khu quẹo ra chùa Bà đó. Hồi đó có cây dông cỡ 4-5 đứa mình ôm. Dông nem á không? Cây dông nem nó ngã đường rồi. Cũng xe lam nó cắt miễu rồi đó, khúc đó bây giờ đất nó trống chứ hồi đó là không có miếng đó chỗ nào trống đâu. Miễu không á? Miễu không. Ôi ôi ghê à. Bị xe lam nó chở đồ ban đêm nó tới đó rồi mới gặp. Con heo nó chạy ngang nhào thắng xe đâm vô đó té lật xe đổ đồ tùm lum. Rồi anh ai nấy xây miễu vậy không? Ừ, mình ai nấy xây miễu cúng. Cứ người lật thì cái miễu, người lật thì cái miễu. Ừ. Thì tao bắt rắn ở dưới không phải Trà Vinh, dù to dân trí cũng gần Trà Vinh rồi. Sáng tao đi mở đường sớm, tao gặp con rắn nó bò ngang lộ. Mà lộ đất không phải lộ xi măng, nó lộ nhựa. Rắn trong chừa lớn bắp dế, rắn hai thằng Khiêm đó. Tao mấy thằng kia nó la ớ cái gì bò ngang lộ quá bự. Chạy lên thì rắn nó bò vô tới mã bà đó rồi. Bị cái mã cái hòm nó mục rồi nó hở lên vậy nè. Phụ nữ rắn chua giống. Tao nói mày chết rồi, lên tao gặp Trung Quý dắt đi học bãi đó. Tao nói Trung Quý cho tôi xin ba trái sáng kiếm mồi nhậu chơi Trung Quý. Mồi gì ông nội? Mấy thằng quan bị mình dùng quân dịch mà. Trung Quý ăn rắn, nó đụ mẹ có đâu ăn trời. Ông không làm gì hết, mình hết hồn. Rắn đâu có ăn. Tôi nói vậy ông cho tôi mấy trái sáng đi học bãi. Dòng trái sáng học mình dục đi chơi lính nó sáng vậy thôi chứ đâu có gì. Xin bà bốn trái mà chài con trái một mà nó chết rồi. Trái sáng cùng tay mình khúc vậy nè. Ý gì nó khói chết hả gì không Tư?
lửa nó cháy, nó phì dùng trái sáng mà sắt cọc sắt Mỹ rồi đó, mà nó còn quéo luôn. Ồ, nóng của nó mấy ngàn độ luôn mà. Ồ, dùng thuốc cháy sáng nó xè thì nó vô đó nó cháy cái sắt mà kia luôn rồi tự. Bà kia tao đổ chắc mục rồi mày, sát rã rồi, tao móc lên dòng quần áo của bà một đống trùng ngụm. Ủa, quần áo nó không cháy không tự? Không cháy mày, bị trái sáng tao đút trên cái mé nó chập xuống đó. Đâu có dục trống thì cháy, phải dục trống thì cháy hết rồi. Dục trống rắn chín luôn á. Anh quậy nó bùng 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 bùng, những cái hàng nó rỗng đó. Anh quậy thì tao lắng tai nghe hết, hết quậy tao lấy trái sáng ra tao dục chỗ khác bỏ. Bụng nữa bẻ hàng rào nó rào ngã xung quanh đó. Bẻ một cọng như vậy tao mặn lưng câu, móc tao móc quần áo ra một đống, móc riết mấy lú đuôi rắn ra chụp lên hai thằng khiêng đó, rắn chắc 40-50 kg. Anh Tư cứ gặp thì con không dám làm vậy đâu, gặp mồ mã thấy sợ ma rồi chứ. Khu đó mã không à, mà mã đất không, không có cái mã đá. Chung theo mé lộ, lộ nước mưa lớn cái lộ mưa nó tràn qua tràn lại lộ, lộ đất. Chắc con rắn nó làm nhiều người ta sợ lắm không Tư? Thì ta mới đập miệng, ta cúng hàng hàng đó, cả trăm cái miễu á. Cúng một hàng hàng hai bên vô đó. Bị ảnh bò vô bò ra, anh ở trong hang đó, mà anh bự quá, anh đâu có hang chuột nào anh ở nổi. Anh mới chui vô cái hòm một của bà đó anh ở. Mà lý do là sao mà ta sợ nó xây miễu không Tư? Bị thấy tưởng ma tinh rồi này kia, trời, con rắn chạy ngang đó rồi. Quảng hồn quẹo xe vô rừng lật xe, cá mắm rau cỏ gì đổ mẹ tới là lượm lên mày trễ chợ nữa. Bị chung vô gây gan chầm mã ngay chỗ mã trong rồi, chỗ đó cả trăm cái mã chứ còn vô nghe mã tự nhiên là ma đó chứ sao vậy? Bởi vì nói ma không trời ơi, chừng đó tới sau rồi hỏi ông lính nào mà ông bắt rắn đó. Trời nên xe hồi đó nó cho 10 đồng 20 đồng nó cho tiền mày ăn không hết. Về cái ông thủ trưởng nó nhậu gắn luôn. Cái nồi mà nấu cháo bãi đó con kính hai thằng khiêng đó, nó nồi 4 thùng nước lận, nấu hơn nửa con đầy nồi, nấu cháo đậu xanh còn dừa với bà nội ta ăn không hết dừa. Cái bà vợ ông đó bà nấu cháo bà bán bãi cho lính quân dịch đó, đem về ông vô đây vô đây. Trời, mẹ trúng rồi, băng mình rồi. Tao nghe đồn mà tao không dám đi, tao sợ có mình tao đi tao sợ nói lắm. Vô mần cạo lông bác cháu mần con rắn nó ăn rồi, qua bữa sau ăn được mũi nữa mới hết. Trong mấy xưa nó tài. Màu gì không Tư hả? Rắn trong xưa nó màu gì? Nó như rắn hổ ngựa mình mà chọc cho nửa con lại sao đứt đó, nó có hình chữ V như hổ mây vậy đó. Dạ. Chữ V nó đắp lên đen 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 vậy. Nó có độc không Tư? Không, tại nó như rắn hổ ngựa, rắn lãi mình nó không có độc. Dạ. Ở ngoài Vũng Tàu cũng con đó đâu, bằng bình này đủ người ta té xe lật xe hoài. Chữ có bắt được không Tư? Không, tao ở đó mấy ngày, tao nói để tao ở rảnh rảnh, tao đợi rộ nó ở trong nhà kho vì nó chưa đá. Đá nó chưa cưa mà trúng cục đá kim cương là nó dư dốt dư lời. Đá ngoài miền Mỹ nó chở vô một cục có 10 mấy tấn. Rồi tụi nó mới kẻ ra, nó nấu ra. Mày có không đưa qua đó là sao mày biết cái rắn chỗ đó không? Tao bữa đi sau hè đái, đứng đái tao gặp nó chạy. Cái thằng giám đốc cái hãng đó vô tới nhà ông nè, một cái thằng anh bại liệt mà anh cứ nhỏ đó cứ làm vợ bại liệt rồi cô đâu nướng nổi, cũng cả ham dâm nó giàu bạc nhiều tiền. Rồi ông gặp ngắn nhau không có đuổi theo coi nó ở đâu không? Nó biết nó chạy vô nhà kho đó, ở trong nhà kho đó, bị kho nó chợ chứa đá không mà cục có mấy chục tấn nữa. Không có vô coi, không vô lục không? Không, nhà kho nó đóng cửa dễ gì con vô, bữa nào nó chưa ra nó kiếm kim cương rồi kia nó làm như con. Con rắn nó bự thế ghê. Đá núi lửa nó đủ màu sắc cho tao, mà có cái nó kẻ ra mà giòn đẹp.
thâu lượm gì không biết, có bỏ thâu mấy cục. Đó, bắt con đó chắc nhậu còn khoảng 3 ngày nữa hết đó. Con đó hả? Bắt gì nổi, một mình ông mắt cũng làm. Nhậu ra tầng không biết hết không? Ủa, tôi chiên bắt rắn mà con nó lớn, tôi bắt không được. Con nổi, con rắn bằng bắp dế mày thôi, cỡ 3 thằng mình nó bị cắm đầu. Con rắn mà lớn là tại vì là cũng từ 200kg lên. Hơn nữa. Hơn. Dữ vậy? Rắn trong trưa nó dài như hổ bay vậy con. Con nặng dữ lắm. Nặng dữ lắm. Bằng cái vỏ bình này hơn 200kg. Mình thấy bữa hổm con chăn thử không? Con chăn có mười mấy ký, nó nặng thấy ghê không? Mà nhìn nhỏ xíu mà nó nặng ghê thiệt. Mà nó mạnh nha, chăn rắn nó mạnh. Mạnh lắm. Đơn giản nó mạnh ghê á. Con biết thế, con bắt em luôn rồi. Sau này chuồng này chuồng kia đi, cách nhau như một cây trào á. Thằng kia nó cho em bên, tao cho em bên. Đây tao gặp con chăn, tao thò nhẹ, chúng tao bắt con chăn tao nhốt. Quay rồi hỏi gì cậu tư? Được con tăng rồi, bự nhỏ thì nó chắc mười mấy ký. Trời trời, những người người hệ trường coi rồi, cho ông bắt ông luôn, những cái bắt ra làng đâu. Bắt trăng mà bị nó đương bò, nó đương lội á. Dạ. Chuồng, tập chuồng nó tới vợ, bữa hôm nay mình dở qua cửa ra, bỏ ra. Trời, ông bắt trăng. Còn ông Năm Dùng ổng đâm con mà ổng tra cây dê chỉa trên cây trào á. Ổng đâm trăng mà ổng chùi ra bị nó đau nó dãy đùng đùng á. Ổng húi 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 mà mình tưởng cái gì. Húi húi hoài tưởng là miên gặp miên cái gì. Chuyện lợi cũng có cha con ngoài trảng. Ngoài trảng trống lỏng không có cỏ cây gì đó. Nói cái gì anh Năm? Trời ơi, đường trăng bự mà giờ không dám đem vô nữa. Quậy quá trời. Cái gì không dám đem vô, cây sào đâu á. Kìa. Kỹ đó, kìa. Lại nắm cây sào rút lên, bị dở khoang lên. Dở khoang vô, ông trời cũng bắt đi, bắt chuột rồi đó. Thì tôi nói vậy chứ bắt sao, nó nên quấn vô đó rồi anh làm gì vậy? Dở lên, bỏ vô sao không? Dở lên chuốt ra thôi chứ có gì đâu. Ông mới bắt như bắt chuột rồi ta. Ông hú ì như bây ở trên mà có công chuyện gì gấp rút là thì giật là có chuyện đó. Dạ. Yeah. Cái hiệu riêng đó ông Tư. Hiệu riêng cái. Chứ đâu có dám la, đâu có dám kêu gì hết ông Tư. Ừ. Là có chuyện. Bà nội dòng chồng cáo con 20-30kg mà ngồi rồi gặp liền liền con. Ồ chồng cáo nó bự gì đó hả ông Tư? Có cọc nó đứng ngang rúng con tới ngực. Ồ. Cáo cọc nó ngừ chó của mình, chó thường thường té đái chạy luôn, không biết đường vô nhà luôn. Bữa bị tao ngu đâm được con 17kg à. Đâm ban ngày, đi săn ban ngày đâm được con. Về thằng này nó nuôi con mèo đâu cũng 6-7kg, con mèo mướp nó bự vậy nè. Phụ ngựa về tao gặp mèo mà bữa nào tao là về ảnh lại, ảnh chung vô mình ảnh cọ, ảnh ấy làm quen. Tao mới bắt mèo lại, tao đưa vô ngay chồn đủ, nó mở một cái khẹt. Con mèo nó té nước đáy, nó bóng nhà kia luôn mà vết. Vết người ta dừng bằng cái xây mình chung cái một chỗ kia chạy mất luôn mà. Cái tiếng thù nó giống con gì ông Tư? Chồn cáo nó rằn ri như không, cọp. Nhưng mà cái tiếng thù nó nghe tiếng giống con gì ông Tư? Con mèo thì nó la cái nào vậy, con chồn nó khe. Con chồn mà nó khe hết đó. Ừ, con mèo nó la cái nào nó bươi tao một trầy da trắng bóng. Mấy con chồn đó mà gặp mấy con rắn bự bự dễ gì đánh lại nó. Rắn trên đó không có rắn bự, có trăng đâu ấy thôi. Ý là mấy con chồn nhỏ này mà mấy con rắn hổ mang tới mùa chồn cắn chết chưa? Nó nhanh. Ừ, nó nhanh lắm. Tháng 8 mình à. Rồi gió hướng này hướng kia là lục bình nó trôi tới trôi lui chứ mày rọi có bãi mấy chục con trộn nó ngồi như người ta mình. Ồ. Rọi lên hai mắt sáng ngực như cọp ghê. Hai mắt nó già vô đèn mình như đèn mắt cọp. Anh Tư đi săn nghĩ có khi nào bị nó tấn công mình không được? Dưới nước làm sao mình tấn công? Sông nước không mình ở chuồng á. Một con chồn tôi đâm về đây 27kg đó, bốn thằng giật văng xong rồi đó. Làm không lại nó không? Ừ, nó quậy.
bị tao biểu nhận nước cho nó khờ mình nó đem lên, mấy kia nó nhậm gì dùng dây dòng giật mà để mình giật răng giật rắn nó giật nó đụ ngửa nó gịch té dưới nước đùng đùng quá mạnh, dùng cong xuồng mà tính để tao bẻ răng khóa hết rồi, bốn răng khóa rồi bắt cán tôi chặt cái cây nổ cứng ngắc bắt vô đây ảnh nhai không được mà ảnh cắn cong xuồng bể hết trơn, cong xuồng bằng sau không ảnh cắn rột rột như mình ăn củ sắn rồi mà nó quá mạnh sợ. Cái đó mà rắn mà thường thường bằng bắp chân nó cắn cái một chết chẳng nhẩm gì. Đem về kỳ tới mận đám dỗ năm đó đám dỗ ông Tư lớn nhất, mận con Trăng con Cần Đước con Chồn nữa gần cả trăm người. Vậy còn gì bằng nữa trường không ở trường không rồi mình măng mạnh tông mình mua mấy hộp vành kỳ một nồi mấy vành kỳ chắc ra. Nếu mà biết tự làm vậy thì ai cũng phải đi chứ. Ờ, nguyên cái đám cưới đó đủ người nó đãi khách rồi, nguyên cái đám cưới nó kéo lên đây 50-60 thằng kéo lên kiêng 3 canh rượu 90 lít bên đây trải cái đệm phơi lúa đó, đệm bao cát mình mai tới 200 miếng là nó bự dữ lắm, trải nguyên cái đệm nó ngồi dưới đất nhậu chứ bàn ghế đâu ngồi. Ông Tư nghe người ta nói vậy hả? Đám dỗ ông Tư ăn thịt rừng. Còn Tư ông Tư này tại vì lộn ông Tư này với ông Tư kia hai ông cổ với ông Tư cũng giống nhau cũng Tư. Quá giờ trước sau cũng phải chết. Trước sau cũng phải chết hả? Ai cũng vô cái thứ luôn luôn muốn tất cả ông Tư. Ai cũng vô đó chứ không ai mà chạy khỏi chừng hả ông Tư? Sớm muộn thôi. Mình có đức, có hạnh, làm phước thiện được tồn tại. Sau này nhiều khi làm bốn tắc rưỡi thì không ai vô. Tại vì định bốn tắc không ai vô, mình làm dài ra tí xíu thôi. Vô nhiều hơn. Có thằng phải tháo đôi đứt hòm đó. Lúc giò ra ngoài do mập với cao quá không? Cao tấm ai dưới phải bung cái hòm ra ém vô không xuống bự mập. Thường mấy ông làm thứ 8, thứ 9 nhiều ở trong cái lòng trong đó ông Tư. Thứ 8, thứ 9 bằng thước mấy dữ vậy? 7-8 tấc không có cái lòng trong chiều dài á. Bề ngang nó 4 tắc, 5 tắc. Nhờ đồ trà, quần áo, gối nó ém đóng. Dạ. Bề cao lên đây là 6 tắc hay vậy? Mà hồi xưa khi mà cái người mất đó, người ta khi mà người ta đẩy con tài lên rồi người ta làm kỹ đó. Còn bây giờ họ làm nếu mà ai mà để lâu rồi nó bị hôi vậy. Ngày xưa là không có mùi đó nha. Ta chét kỹ lắm rồi. Ta chét xà bông. Hồi xưa chét xà bông của ông Tư. Bây giờ họ làm bông mấy cây xà bông á. Bây giờ họ làm nó kỹ. 3 ngày là nếu mà ai mà hoàn là 3 ngày là nó sẽ hút được thôi. Nó bỏ nước như nó chảy nước đó. Nó xuống. Hồi xưa mỗi lần đi tiếp đám ma mấy người bệnh nặng là để vậy nhiễm trùng trong nhà hết. Lại cái đầu mấy ổng lấy hòm về cái mấy ổng lật cái đít lên. Cái khui cái nắp ở đít ở dưới ra cái đổ cho đầy nhóc chân cái đóng lại. Ừ, thì nó hai đáy lận. Hai đáy, rồi bây giờ mới ông lật lại, bắt đầu lấy cây sao bông cúc á. Bắt đầu là chét theo cái cảnh chét hết. Trong ngoài, dạ. Chét hết. Chét hết luôn. Bây giờ mấy ông có rảnh đâu, mấy ông làm cái đó lại, bắt đầu bắt mâm ăn bánh trà chút khiến tí. Bây giờ đâu có vụ mà chét đâu. Ông với bên ông chết không có vụ hoàng lại đâu. Chết chung. Chết chung. Tao ông cồ rồi đó chết ngoài Châu Đốc chở ông về 8 giờ rưỡi bắt đầu đào nguyệt rồi 9-10 giờ kiên ông ra đó 9-10 giờ đưa ông xuống luôn. Thì vừa hừng đông tráng gà gái đó đắp mộ ông xong vô tắm rửa. Thông thường như một số người ta tử thì tán tử xong rồi tán liền. Ở bên ông ít để không có nhiều người hoàng cả từng. Có. Ôi rình cứu ình luôn, nó chảy nước ra cứu bắt.
chờ con cháu chờ gì chết tử tháng đem chôn chờ đó Phật dặn mình rồi chết để còn nhiễm trùng cho con cháu nữa rồi bệnh lao rồi đó. Nghe nói hồi xưa con nghe mấy ông lớn lớn tuổi nói á, mà chôn mấy người chết mà liệm rồi chuẩn bị đi khiêng đi chôn á ông Tư, cái khiêng dọc đường á, khiêng dọc đường mấy ông la khiêng hồi nó nặng là do ma ở trên nó đeo. Không, dùng tài nói là dọc đường ra đầu cứ... tiên thì con đi nó nhẹ. Dạ, đi rồi hết sức. Đi nặng. Lát rắm mệt á, nặng. Còn nhiều ông nói vậy nè, không tin nữa mà hái lấy cái tấm vải đỏ mà đậy cái mặt người chết á ông Tư. Cái mấy ổng là xé miếng đi cái đầu che con mắt lại nhìn nữa thấy ma trơn mới giống. Còn nhiều ông thì nói lấy cái gàn của con mèo á che vô mắt thấy ma, mà không biết cái đó có thiệt không. Chứ phải lấy cái miếng già miếng giấy nó lại lên mà không có đường đi té thấy ma. Mới giống mới lớn rồi ngồi xưa tao ông còn chết rồi đấy, tao lên tao có đem theo chiếc chiếu đậy mã ổng đó. Lâu lâu chiếc chiếu xuống tao lót tao nằm đó, nằm ba đêm mà bị người ta nói vậy Hùng Thư đó, ba đêm ổng chưa xịn đó, chưa xì mà đêm thứ tư nó mới xì. Tao vô trong này mòn mỏi quá bị thức đêm đó, thức canh coi ổng lên sao, bị tao nói lên như cái đèn vậy đó, xanh lè đi vô nhà thăm con cháu. Hồi đó người ta nói mình tao thức rình coi có không, có đâu, xì lên lửa xanh bao nhiêu chừng một chải mình lửa xanh lè vậy. Trời lặn độ chừng 7 giờ mấy 8 giờ là âm dương đó, nó phát tán lên nắng nóng nó xì. Vậy là ông Tư thấy luôn đó không? Thấy xì xè xè thú quắc hơi người chết đó. Vì hồi xưa trôn mảng đất không? Mảng đất không. Ủa sao mà bộ cầu nó không có liền trong hòm hả ông Tư? Có hòm nhưng mà cái hòm nhậm gì hòm nó sình lên nó bung lên cho nè thì sình thì thôi. Bây giờ chắc hết xì nổi rồi, bê tông cốt thép đổ với tông như trứng gà còn xịt ngựa hết đầu thai luôn, không để cái hòm xuống mà đổ trộn bê tông mà đổ xung quanh hết trơn, đổ xung quanh, đổ dưới đáy rồi đổ trên nắp nữa. Dạ, ở dưới thì làm nguyên cái dĩ sắt rồi tới chừng lên trên đổ nguyên cái dĩ sắt ở trên nữa, nguyên đan nữa. Không cái mà nào. Con thấy họ để cái họ kêu là thông âm dương với mục đích là làm gì không tôi? Cái đó để cho nó rõ nước, rõ nước cuối xuống nó không xì lên trên. Có ở đó còn đi lính, cái thằng lính này, ta thấy đó thiệt thật. Ông trung đội trưởng. Thì sáng cái nó hai vợ chồng gây lộn rồi mà vợ chồng mới cưới nữa. Gây lộn chữ lộn nó quýnh vợ nó làm sao rồi nó ra vợ, bữa nay tao đi hành quân mày chết lại tao bứt néo, nói vậy đó. Nó đừng nói bậy mà bình thường thì không có lệnh gì đó, chút xíu lệnh ở bộ đi về trực thăng lên 4 chiếc chở nguyên trung đội đi, thì trực thăng nó vừa hạ xuống nghe rớp nổ RBD đó, thứ đạn đồi đó, trụ ngựa nó trúng nhỏ ngay trong tâm tinh viên một hết cũ, đúng nón sắt nó văng bồn nón sắt nó văng mấy chục thước rồi thì ấy lát rồi không có gì tới máy bay nó rước về tới nhà rồi đi ra ngoài trại hòm nhấp hòm rồi này kia. Rồi bà già nó lên rồi vợ nó lên đóng mà rồi đó đinh khoan nó năm phụ nữa dễ gì bứt néo nổi mà nó bứt cho mày văng ra luôn hả ông Tư, bứt cái bực hở nắp hàng luôn. Dạ chắc nó có sình chưa mà nó vậy chứ? Chưa sình, mới mà liệm mà mới liệm mà đâu có sình, nó mới giận cái đó dính vô lời nguyền. Ừ tại ổng hứa đó, bà già nó với vợ nó té ngang té ngửa bò luôn, quá sợ. Cái hòm mà nó con tính đóng đinh khoan nó chắc dữ lắm, đinh mỹ nó mần cái bực cũng như mày xeo bể của cái dáng bự như vậy, máu nó chảy ra. Cái đó kêu bằng là ông giận quá giận. Ừ máu nó trào ra cái đó dính lời người đó mà. Ừ
khổ, người nó khổ, mất cái khổ. Tao đứng tao chỉ huy trưởng đó nè, rồi tao mới gian giái, mày chết con sống linh với mày làm vậy đó, ai dám lại gần mày nữa. Mày thằng sợ thiệt ngang mày, thằng đó. Khiêng ra mới khỏi cái hàng rào của tiểu đoàn, cái hòm nó gãy làm hai ra luôn. Thôi thôi. Lọt cái thây ra ngoài, cái ịt mà mày thấy bỏ trong cái bọc rồi. Yeah. Lọt nguyên cái thây nó ra ngoài, đất cái ịt, cái hòm gãy ngang luôn. Yeah. Cột lại tới hai thằng trước, hai thằng sau, bốn thằng kia đó. Yeah. Gãy cái hòm làm hai ra luôn. Tụ ngựa tao nói mày muốn nằm đây, cho mày nằm đây. Lấy cái hai cái hòm để thay nó đỡ, đút nó vô trong vỏ hòm lại, chôn tại đó luôn. Ngựa không kiên đi nữa. Thằng đó công nhận ta, nhiều thằng nó chết linh thính sao. Cái đó là ông Tư làm chỉ huy, làm đem người đó đi chôn luôn hả? Ừ. Rồi lúc đó ông Tư chứng kiến hết luôn. Chứng kiến hết luôn. Đã vợ chồng nó gây lộn ở sát vách cái hầm của ông, gây lộn ông la nó rồi nó mới nói là bữa nay tao đi hành quân mà có chết mày lại gần tao, tao bước néo nó đủ mày dòng miệng ông mắm muối nói bậy mày. Nói bậy có thiệt luôn. Có thiệt, lên thì mới máy bay mới thả xuống là nặng nổ rớp trúng lật ngang. Cái đó nếu mà đúng ra cái người vợ đó, nếu mà biết cái lúc mà bước néo lúc đầu á, đâu dám đi sau nữa, không dám đi theo luôn, mẹ nó ruột nó cũng không dám đi luôn. Không dám mà còn làm cái đó nữa. Ừ, hồi gì chưa khiêng đi á, thì nó bứt néo tại nó bị bà già nó với vợ nó người rợ bên vòng vòng nó khóc, không mà một cái bực, dùng đinh khoan rồi đó đâu vừa mà hòm đó đâu phải cây vỡ như bây giờ đâu, dinh dinh là dở nhất đó. Cây tốt. Cây tốt không? Ghê vậy. Cái đó lấy gì mà nghe sách từ nguyên nhân đó ta? Lấy rồi tối quay lại, ráp cái hàng lại quay lại, lấy cây kê với chân hàng khiêng. Tao không cho mấy người kia ráp hò hồn lại, trụ mà chôn nó tại đó luôn. Lúc cái xe bề ngang bự, cái lề nó cũng xa nữa. Chôn gãy hà mà chôn tại đó luôn á. Chôn luôn. Mày muốn ở đây nữa, không biết nó làm gì nữa chứ. Bởi vậy. Bà già nó không dám đem về nhà thờ. Quá linh. Không biết nó giận vợ nó cái gì mình dữ. Mới chết mà linh cỡ đó. Rồi giận cái gì nó muốn biết. Rồi chắc gia đình mình, vợ cũng chắc không dám ở luôn á. Sợ ở không yên với anh luôn chứ. Hồi đó ruộng ngựa nhiều khi chưa có về nhà thì nó có chồng mới rồi. Dòng lính, ngàn trùng lính. Chồng mình hơi xấu tướng chút cũng để ý thằng nào đi dòm trước rồi làm bộ nó khóc. Hồi đó tao đòi lắp lính vợ bảy nè, cũng có đào nguyệt rồi để cái hàng xuống rồi nó nhào nó khóc, nó trên 5-7 thằng can nó nhào xuống nguyệt, nó nằm dưới tao đủ mẹ lắp luôn, muốn bò lên đứt ruột. Lúc tao nóng đủ mẹ cản trở người ta không bằng gì mà người ta chôn làm bộ trung thủy, thiệt tình chưa được 3 tháng có chồng khác. Mấy người khóc nhiều, mấy người đó mau lắm thưa. Biết nó quẹt nước mắt đâu phải nó quẹt ngang như mình không thấy đường đâu, nó quẹt lên vậy là nó làm bộ nó che nó dòm thằng khác. Tao nói mấy nhỏ kia nó ông quỷ, mình khóc ai khóc quẹt lên tao mới có thôi. Mà bê tại tụi mày không để ý. Nó quẹt lên hả? Nó quẹt lên không rồi đụng khóc nước mắt chầm nhẹp, nó quẹt lên là nó dạch mắt ra dòm. Dòm trai hả Tư? Dòm trai, dòm thằng nào có vừa bụng đó. Nói vậy nói cho vui thôi chứ tùy người cho hai vậy. Đa số tân dòm lính chết rồi. Chính ông còn bị nó dê nè, vợ lính. Thằng nó bị bắn bể đầu gãy giò tùm lum hết trơn luôn nữa. Chính ông đi chôn nó 3-4 ngày sau đi lãnh tiền tử gì vậy? Tao còn nằm bệnh viện, tao không bị thương. Đủ nữa vô nó mua đồ ăn mà dòm thế ấy, mình đương nằm vậy đủ nữa nó giật gối nó kê cái đùi nó vô cho đầu mình cho mình nằm.
Tao ngồi vậy liền, ông Bảy Trích ông chửi tao bà nội. Ba con ruột gì ông Bảy Đỏm, ông Bảy Trích phụ mẹ dùng đồ ăn mẹ què với ăn gì nữa. Phụ mẹ tiền thịt tao đem tới chỗ không ăn mày đòi ăn cái gì? Mở gan cái miệng mèo hả? Ừ, mày không ăn mày đòi ăn cái gì? Mở gan cái miệng mèo không chứ? Chú nói vậy tôi cũng nghe được, nhưng mà ông coi nó đồng đội mới chết đi mà vợ nó làm vậy ông coi được không? Nó để ý mày hồi nào giờ lâu lắm rồi, bây giờ nó mới bộc lộ. Cái đồ ngu của mày mà không biết gì hết. Bị lãnh tiền tử gì hết đó. À, tôi cái vụ đó không có tôi. Tao tội cái đó không có. Chẳng thà muốn quá đi ra ngoài động gái đó thì kêu con nào vừa ý thế rồi giải quyết rồi thôi, chứ còn không có nói vợ lính. Tao thề nguyện không lấy vợ lính mà. Làm vậy tao đâu có gia gì đâu. Đồng nghiệp không lấy. Mà tại cái số mạng của mình nữa. Thương anh em chứ. Tao cũng như ông cậu bà cậu chết tao đâu khóc. Mấy chị mấy anh thì khóc luôn đó. Khóc phải làm gì? Mấy bay tiếc bị ăn thịt không được phải tiếc phải không? Mình tỉnh tuồn tỉnh trí để cầu nguyện cho cha mẹ mình được siêu thăng cực lạc hay gì, khóc để làm gì, khóc có ích lợi gì, tốn ao sức khỏe mình nữa. Chửi không đi, nó nói với con gọi là không mẹ con mắt chứ con rớt mắt không đi, khi mà kìm dữ lắm nghe, mà kìm thì kìm nó ngổ tao bỏ thì, đi nghe cũng phải xúc động. Xúc động ông cồ ở đó cũng vậy nữa, anh em trong nhà chết ổng bỏ nhà ổng lội lên núi mà trốn anh. Không phải trốn, ổng buồn á, ổng không khóc. Cái đó kêu là trốn, là xúc động. Mình không muốn xúc động này chứ. Đâu có, hồi đó đâu có hòm dương gì đâu, nên Tăng. Chết rồi, Đức Tăng ông cầu, đứa nào chết rồi, bị hồi đó còn nhỏ nhỏ, còn mười mấy tuổi không à. Lấy đệm bó lại, rồi lấy dây chạy đó cột lại. Không ngoài cũng đâu có tre đâu, làm lạc. Cột lại, ông để dai, ông giác cái len này đi lên, lãnh đạo ông chôn mình lên. Không ai đi với ổng đó. Sao chưa nói ta? Hồi đó bàn trái. Hả? Ừ. Tư sao chưa nói cái ảnh đó ông Tư? Sao không, ông nội, ông còn ông làm vậy không? Chết năm cháu người, ông mình ổng chôn. Hồi xưa khác, bây giờ khác. Hồi đó chết đâu phải như giờ đó, con đi tối ngày mày mới gặp cái nhà. Nhưng mà chỉ là mình chính ta mình cầm cái len mình chôn nắm ruột của mình chưa có nhớ là chịu chắc còn cái gì đâu có gì đâu con, với mày để trên thì con còn khổ nữa, để trên khổ xịt túi chó mèo nó xé cái đó rồi. Là bắt buộc phải chôn chôn mà đó là đó đâu đâu có người quen ở sớm đâu, nhà ta đúng không, đâu có đông. Trời ơi Tân ơi Tân, mình nói vậy chứ còn vợ chồng chống đầu ấp tay gối nè, lo như nhau từ miếng ăn này. Mày nghỉ thở rồi nó lo cho mày lắm. Bỏ mình gọc. Con có nghe một số người nó nói nếu mà mình hai vợ chồng ha. Nếu mà cái lúc mình đau á mà vợ mình nó không có quan tâm tới vấn đề thuốc thang của mình đó là mình lo đi. Chắc sửa rồi đó. Chắc sửa rồi đó hả? Ừ. Nó có tình mới rồi. Có tình mới rồi, đó là nói thiệt á. Ông bà mình nói nè ông bà. Nó giấy cho mình chết, tự lấy người khác. Mình đau lắm mà nó không quan tâm, không bạn gái nó gặp mày đẹp trai này kia, cái vợ của thằng khác mà nó ngồi nói chuyện với mày nó cười nó liếc như vợ chồng. Anh để phụ nữ mà con cái này mình nói ra chứ nó xấu, mà nếu như có cũng thông cảm mọi người. Có chứ sao không có. Nữ mà ngồi đi đâu mà gặp trai đẹp, người gặp hoặc là vợ bà gì gặp mà chồng bà mà khen chồng ăn đẹp thế, mà cái người đó người phụ nữ rất xấu tính nha. Đúng. Nó để ý thằng đó. Cho dù đẹp cỡ nào cũng không nên khen. Đúng rồi. Đẹp xấu mình nên khen chê chứ không có gì phải lạ. Nhưng mà cái tâm của mình nó tốt hay xấu. Khen biết muốn bắt vợ. Còn chồng gặp cái đẹp cứ gì khen hả? Cứ gì khen mình. Con này dân gian dữ ta. Vợ bỏ phải. Ông này dân gian chứ đàn bà không cho khen đàn ông, đàn ông thì khen thoải mái.
đọc tài quá anh. Đọc tài